Vâng, xin chào bác ở kênh xe đạp. Và hôm nay giới thiệu bác tiếp tục một chiếc Meridian cao cấp của Meridian 5P Skunta 94. Thì đây cũng là một mẫu đi cao cấp nhất hiện tại bên em, dòng road xe đua. Và xe cấu hình rất là khủng đó nhá. Được trang bị với cặp vành Mavic, vành hiệu rất là tên tuổi, và nguyên một group đồ Sora. Xe còn rất là mới, em đánh giá tổng thể chiếc xe này là mới nhất từ trước đến nay bên em về dòng Meridian 5P, mới trên 95%. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết của xe. Vâng, vẫn là cái tông màu nổi bật trên xe, đó là màu xanh, đen, đỏ, trắng. Và đây là một mẫu Meridian Ultra 5P cao cấp 94. Các bác ở lên trên mạng để tham khảo thêm về cái dòng mẫu Meridian cao cấp này. Thì cái dòng mẫu Meridian cao cấp này thì hiện tại những cái dòng trên website chính hãng của Meridian tại Việt Nam đã có từng hiện tại đang bán cái dòng Meridian này đây. Xe làm từ hợp kim nhôm. Mẫu model là Merida Skuntura 5P 94. Đây, xe đánh giá là rất là mới nhá. Trên 95%, còn gần như là mới nguyên xe, xe như là mới đi lướt thôi. Độ bóng mà sáng nó phải thấy rõ, còn rất là mới luôn này. Đây là một mẫu Meridian cao cấp nhất hiện tại. Xe được trang bị với dây âm sườn. Dây âm sườn theo xe. Mà chiếc xe này em đã từng review rất là nhiều rồi. Còn bây giờ em về thêm một chiếc nữa. Chiếc này là chiếc dòng mới nhất hiện tại bên em. Xe làm từ hợp kim aluminum nhôm 6061. Đây, tức là hợp kim nhôm siêu nhẹ các nhá. Đây là một trong những cái dòng nhôm chuyên dòng cho những nhôm để sản xuất ra những cái dòng xe cao cấp. Nhôm siêu nhẹ aluminum 6061. Và đặc biệt xe được nâng cấp thêm với người chủ cũ cặp vành rất là hiệu, rất là tên tuổi. Akusuma Mavic. Đây, vành cặp rất là mới, nguyên bản nhá các nhá. Vành còn rất là mới xe luôn. Vành Meyer cối lỗ, hơi cối lỗ một chút của dòng Mavic. Thì cái dòng vành Mavic này thì những cái dòng bác đi xe đạp lâu năm thì có thể biết được cái dòng Mavic này rồi. Hiệu rất là tên tuổi. Và rất là tốt. Căm lá hẹ, căm dẹp. Xe rất là mới luôn nhá. Em đánh giá tổng thể trên 95% xe. Cổ phốt ghi đông của chính hãng xe Merida. Tay quấn dàn di màu xanh, rất là hợp với tông màu của xe, rất là êm luôn nhé. Ở bên tay trái em là tay lắc Shimano Sora. Đằng trước thì logo ghi đông xe vẫn là logo biểu hiện hình chiếc núi, hình ngọn núi đây Merida. Bên tay phải em cũng là tay lắc của Shimano Sora. Xe được sử dụng với phanh ba mảnh, càng nhôm. Bác nhìn rất là bóng và sáng nhé. Mới em đánh giá trên 95%, gần như là mới nguyên. Đây là chỗ này là cái miếng cao su lót ở đó tránh xước ở bên xe cũng còn nguyên đấy. Và đằng trước xe cũng được sử dụng với bộ vành cặp Mavic, rất là tên hiệu đó nhé. Vành cặp Mavic, các bác có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm về cái cặp vành hãng Mavic này. Đây, vẫn còn cái thông số còn mới nguyên của nó, mã vạch của vành ấy, vành chính hãng, lốp Maxim, kích thước lốp 700x23C, lốp còn rất là mới bác nhé. Đây là một mẫu xe mà em đánh giá là gần như là mới tuyệt đối, cái dòng Meridian 5P Ultra bên em mới về. Các bác thấy rõ là cái bộ đùi đĩa Shimano Sora của nó còn gần như là mới nguyên này, rất sáng và bóng. Xe rất là ít sử dụng đâu mà là xe bác thể nhìn lướt qua có thể biết được đánh giá độ mới của xe. Cạc đĩa Shimano Sora. Xe có thông số size 47. Thế là các bác còn 6 1m7.
Một yên chính hãng của dòng Meridia. Yên xe cũng là Meridia rất là nổi bật. Yên 3 màu, đen, hồng và xanh. Bù đề Simolo chính hãng của Sora. Xe được trang bị với 9 tầng lip. 9 tầng lip chính hãng của Simolo Sora. Còn rất là mới không ấy, các bạn thấy rõ độ mới của lip và xích đây. Xe rất là ít đi. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe đây. Xích của lip còn rất là mới nhá. Đơn lip chuyển động rất là mượt mà. Xe được trang bị cái cọc vành rất là khủng, cái vành Mavic xuống lip. Hầu như hoạt động của xe không có chi tiết nhỏ nào cả. Xe được trang bị với cặp vành Mavic bạc đạn, có nổ hơi có nổ chút. Còn bên được bên 3 tầng đĩa đây, 2 tầng đĩa, 4 đĩa. Lên đĩa. Vâng, rất là mượt và trơn tru. Đây là mẫu Meridia Ultra 94 mà bên em đã review, từng review qua. Thì đây cũng là một mẫu xe mới về và rất là mới, trang bị với cặp vành Mavic rất là khủng, đồ nguyên một group Sora. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Meridia Lampe Ultra 94. Xe còn rất là mới, em đánh giá trên 95%. Xe được trang bị với cặp vành rất là khủng, vành Mavic và nguyên một group Sora. Giá rất tốt bên em là 10.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ anh qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm mua xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ lên. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm kiên đồ cũ. Đây kiên đồ cũ đó, lên YouTube tìm kiên đồ cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.